mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, Thiên Chúa hằng ở với bà. Hỡi Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người Ngai Vàng Vua David Tổ Tiên Người. Người sẽ chỉ vì nhà gia con đến muôn đời, và chiêu đãi người sẽ vô cùng vô tận. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vỡ trời. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kia Isa-vê chỉ họ bà, tuổi đã già thì nay đã mang thai, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.